Hello, hôm nay chúng ta làm việc một chút xíu với Like ha. Ok, em mình có tạo ba cái thư mục ha, custom board, custom IP core, custom project nha. Thì hôm trước mình đã giới thiệu là custom board thì mình sẽ khai báo cái bò mình xúc bọt mình bỏ vô đây ha. Wow, ngộ không à. Ok, mình giờ giới thiệu một cái gọi là IP Core, Custom IP Core. Thì cái này để user mình thôi, cái mình viết một cái những cái thư viện phần cứng hardware FPGA riêng, mình có thể bỏ vô đây. Ở đây mình đã có cái file gọi là mist Python, cái Mix Python. Ở đây mình thử mình làm việc với một cái hardware đơn giản thôi. Và cái hardware này là cái Editor nè. Thì cái này là rất quan trọng ha. Để mình thiết kế một cái hardware thì mình cần phải đồng bộ những sự kiện, những cái input bên ngoài, để làm sao mình detect được cái cạnh lên và cạnh xuống của một cái signal đó, mình xử lý tín hiệu ha. Ở đây là cách khai báo một cái gọi detector đơn giản. Thì nó sẽ bao gồm một cái signal là input nè, input signal nè, và cái là rising nè, rising có nghĩa là output, nó sẽ là khi mà có một cái input mà có một cạnh lên đó, thì nó sẽ detect ra được cái cạnh lên và nó xuất ra cái output là error. Tương tự như vậy là có falling edge nữa ha. Còn đây thì cái counter này dùng để detect cái sự kiện này. Thì trong đây thì mình sẽ có một cái ngôn ngữ FSDL á, thì nó sẽ có một cái syntax là Combinator Tutorial nè. Thì Combinatorial á, có nghĩa là mạch tổ hợp thôi, kết nối dây bình thường những cổng NOR sau nó độc lập với cái xung lắp của hệ thống. Còn cái khối dưới đây là cái khối synchronization đó, thì nó sẽ nhảy với cái những cái cạnh lên của system clock, giống như tương tự như Verilog vậy đó. Cái biểu thức on-way của Verilog thì trong đây mình sẽ bỏ cái khối này. Thì sau khi mỗi một cạnh lên của xung của system clock đó, thì cái biến count này nó sẽ cái count bit 1 nó sẽ bằng cái count của bit 0, và count bit 0 nó sẽ bằng cái input ha. Còn đây á, thì sau khi mình tạo ra một cái module này rồi á, thì mình có thể tiến hành simulate để kiểm tra cái tín hiệu nó hoạt động có đúng đúng như cái ý đồ của mình hay không. Thì mình sẽ tạo một cái testbench, thì mình khai báo cái chu kỳ chạy thôi. Trong đây mình đưa cái dữ liệu vào, đưa vào cái DUT, DUT input nó sẽ bằng cái gọi là cái random, để mình tạo cái dữ liệu input vào, mình kiểm tra cái sóng nó ra coi nó có detect được cái cạnh lên, cạnh xuống cái dữ liệu vào hay không. Thì đây mình có thể mình chạy mình có in ra cái Verilog source code khi nó biên dịch từ ngôn ngữ FSDL sang Verilog, nó convert, mình có thể in nó ra đây. Sau mình chạy simulate, thì chạy simulate này thì nó sẽ generate ra cái file VCD này để mình đưa vào một cái GTK way để nó display lên cái kết quả mô phỏng của mình ha. Ok, mình thử mình chạy coi. Rồi là mình thấy là sau khi mình chạy cái command đó thì nó sẽ in ra cái kết quả này. Thì cái module mình đó,
thì nó sẽ có mặc định là có một cái system clock và system reset ha. Thì cái này là mặc định của Mizen rồi. Thì bên trong nó sẽ khai báo một số cái signal ví dụ như input nè, rồi cái rising edge nè, rồi falling edge nè, rồi đó một cái số khối logic bên trong, ví dụ như cái biểu thức synchronization hồi nãy đó, thì nó sẽ gán vậy. Còn cái biểu thức mà tổ hợp đó, thì nó sẽ gán phía trên ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi tới một cái kết quả mô phỏng như thế nào. Đây mình sẽ system clock mình insert vào và một cái input nè, cái count nè, một cái rising edge detect nè, cái falling edge detect nè. Rồi ok, rồi mình sẽ zoom nó lại. Rồi đây mình thấy nè, ở đây là cái input nè ha. Đó, thì đây nó sẽ có một cái cạnh lên của input nè ha, cạnh lên của input, và có kết quả nó ra cái cạnh lên, nó sẽ detect ở đây. Nó sẽ sau có một chu kỳ của system block đó, nó sẽ detect được cái cạnh lên, cái cạnh lên của cái cạnh lên của tín hiệu vào. Đây là cái detect cạnh lên. Thì để mình sử dụng cái add detector này á, thì mình chỉ cần mình trong cái biểu thức mà synchronization á, mình sẽ check if error bằng 1 là mình biết nó là cạnh lên, nó là xuất hiện cái cạnh lên của một cái tín hiệu vào. Tương tự như ha, tín hiệu vào mà nó có một cái cạnh xuống, nó có một cạnh xuống ở đây, thì sau một cái chu kỳ system block nó sẽ xuất hiện cái F này, cái for này nó biến lên 1 nè. Ở đây là cạnh xuống nè, thì sau một cái chu kỳ xung lắp là cạnh lên, một chu kỳ xung lắp là một kỳ cạnh lên của xung lắp ha, cạnh lên ở đây thì nó sẽ xuất ra là 1 nè ha. Tương tự như đây, đây là có một cái cạnh lên kế tiếp của input, thì sau một cái chu kỳ xung lắp nó sẽ sinh ra là cái rising này, nó sẽ lên 1 nè. Rồi cái hàng này falling, tới đây nó mới falling, thì đây sau một sự kiện gấp lên falling đó. Thì đây là cái cách thức hoạt động của S-detector ha. Ok, thì cái tool Lyric này cho phép mình có thể thiết kế được cái custom IP, và mình có thể generate ra được, mình có thể chạy được simulation để kiểm kiểm chứng được cái xe của thiết kế mình đúng hay không. Khi mình thiết kế những cái module này, những cái module đó, thì nó có tên gọi class, và cái dev init này á, thì sử dụng module nó tích hợp trong ấy, trong các design lớn hơn, cái thiết kế lớn hơn rất là hoàn toàn dễ dàng. Cái đó là cái thế mạnh của cái Mizen ha, cái Mizen hoặc là cái framework Lyric like, ha. Rồi bây giờ mình quay đầu, mình thử mình viết một cái chương trình chấm tắt led thực thi trên cái bò ngồi không ha. Thì này, đây là cái phần custom IP core, còn cái phần đây là custom project cái mình để trong đây, thì mình cái link key nè ha, link key thì cho hết sơ cái cách tạo ra một cái project đơn giản. Thì trước đi mình sẽ khai báo một số cái thành phần thư viện từ cái Mizen nè, rồi một số cái Lyric support ở trong đó, và còn có OpenOCD và cái platform này thì nó sẽ khai báo một số cái tài nguyên của cái bò ngộ không, bao gồm là user LED nè, switch button nè, ngõ xung clock input, ví dụ này là 50 MHz, CPU reset thì này sẽ được dùng cho ứng dụng tạo ra cái RISC-V, soft core CPU ha.
Material thì khi trong project mình có cần cái nào thì mình chỉ cần bắt gọi cái platform request, nó sẽ trả về cái GPO tương ứng. Ví dụ như trường hợp này thì mình sẽ có khai báo hai cái class. Thì trước tiên mình khai báo một cái class, cái khối này là khối cái clock, tạo ra sừng clock cho cái project này. Thì nó sẽ có hàm số platform và cái một cái tham số đưa vào, parameter và đưa vào nghĩa là tần số của hệ thống. Thì trước tiên mình sẽ khai báo một cái clock domain. Cái này theo cú pháp của FSDL thì cái clock domain, cái này gọi là CD6, thì nó sẽ generate ra cái tên này, system clock, lại là cái default của FSDL. Thì mình sẽ thêm vào một cái module, nó là cái PLL của Xilinx. Cái này nó hoàn toàn nó lấy từ cái parameter của cái Vlog. Thì handbook của PLL này mình sẽ đưa vào cái sụt xung clock 50 MHz từ cái bo ngủ không. Thì cái signal này mình lấy từ cái method là platform.request clock 50. Cái mình gọi cái tên của nó, gọi cái tên đấy thì nó trả về cái signal này. Cái giá trị của nó, giá trị input vào cái PLL này là 50 MHz. Thì nó sẽ tạo ra một cái xung clock output và nó gán vào cái CD6 nè, là có nghĩa là nó gán vào cái system clock nè, cái mặc định nè. Ở đây giá trị mình sẽ tham số hóa vào. Rồi, ok. Rồi, kế tiếp là mình sẽ tạo một cái module gọi là link, my led link, có nghĩa là mình sẽ chấp tắt con led này, sử dụng cái counter thôi. Counter giống như Freescaler ha. Thì mình sẽ tích hợp cái module clock ở trên, vừa khai báo trên và trong cái project này. Thì đó, đây là một cái thế mạnh của việc lập trình FPGA bằng cái ngôn ngữ cấp cao, ví dụ như là Python, FSDL ha. Thì những cái module, những cái lớp mà mình define bên trên hoặc là include từ cái thư viện vào, mình có thể integrate vào trong một cái module mẹ rất là dễ dàng, không cần thiết phải khai báo bọt rồi chấm rồi kết nối giống như về lớp rất là cực khổ. Đó là ngôn ngữ cấp thấp. Này ngôn ngữ cấp cao thì mình chỉ cần đương trưa và truyền cái tham số vào là cho phù hợp, là nó hơi tự động nó generate ra thôi. Đây rồi mình sẽ lúc cái module clock này vào và mình đưa cái tham số là tần số ngõ ra của PLL nó sẽ là 100 MHz ha. Có nghĩa là từ 50 MHz nó sẽ nhân lên gấp đôi và tạo ra cái tần số 100 MHz. Trong đây mình sẽ khai báo một cái signal là chân LED. LED này thì mình sẽ request từ cái platform, là từ cái for ngủ không này, lấy user led nè, đấy. Rồi mình cũng khai báo nữa là mình lấy một cái nút reset này, cái gán lấy một cái nút reset này, mình sẽ assign vào cái pin nút cái button là switch 2 ha. Rồi đồng thời mình sẽ khai báo một cái counter, cái signal ha. Thì đây là cái biểu thức cái khối đồng bộ, khối nó chạy đồng bộ thì nó nhảy với cái cạnh lên của cái system block default. Thì ở đây sẽ có một cái biểu thức điều kiện, nếu mà reset bằng 1 á thì cái counter này sẽ được tăng và cái đèn led nó sẽ là chớp ha. Còn trường hợp mà user mình nhấn cái nút xuống á, thì cái reset này bằng 0 và cái counter này nó sẽ luôn bị clear về 0 và cái trạng thái của đèn led nó sẽ tắt.
À, trường hợp này trạng thái là sẽ sáng, bởi vì trong cái hạt que hay cái chân LED nó được tích cực cạnh số mức xuống thì nó sẽ sáng hoài. Còn nhưng mà cái counter thì nó không tăng lên và nó không chớp thôi. Rồi, ok. Còn cái biểu thức phía dưới đây là cái tổ hợp ha. Thì cái led này mình sẽ nối dây vào một cái bit lớn nhất của cái counter là 24 nè, đó. Để giống để một cái gọi là một cái delay thôi. 100 MHz mà tăng counter hoài 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 hoài, xong đó sẽ lấy một cái bit trọng số cao nhất để mình chấp tắt con led thôi. Rồi đây thì mình sẽ gọi ra, mình khai báo một cái object mới từ cái class mình đã tạo là lấy ra, và mình gọi cái method là build nó. Thì trong cái build này, trong cái framework của Lite, nó sẽ generate cái Verilog source code, rồi tạo script build đối với cái tool chain của Xilinx là Vivaldo, rồi constraint được đủ thứ. Trong đây thì có thông tin constraint nè ha. Đấy. Thông tin constraint nó bao gồm ở trong đây, và một số cái thông tin constraint nó sẽ nằm ở đây nữa nè. Đó. Thì rồi, đến cuối cùng khi mình build ra được cái bitstream á, thì nó sẽ nằm trong một build có tên là top.bit nè. Thì mình sẽ gọi một cái programmer. Cái programmer này thì trong cái Lite nó cũng define cái programmer, mình chỉ cần gọi ra mình sử dụng thôi. Thì nó sẽ load lên FPGA và nó sẽ thực thi. Nó chạy cái, nó cấu hình thành cái hardware mình cũng muốn ha. Rồi mình thử mình chạy nha ha. Custom project rồi. Rồi bắt đầu đây. Python 3 Linky rồi. Khi mình thực thi cái lệnh đó, thì nó sẽ in ra một số cái thông số cấu hình cho cái PUL của Xilinx này. Nó bao gồm là cái VCO là tần số dao động VCO, nó tầm 1,8 GHz lên, ngõ ra là 100 MHz. Thì trong quá trình build thì nó sẽ auto generate ra cái thư mục build, và trong đây nó sẽ có một số cái những cái output file, hay là đây là cái file là output, là nó sẽ generate ra file về verilog.v nè. Nó sẽ biên dịch ra file về này, là nó sẽ generate vào file.v, và nó sẽ set up một cái script build với Xilinx Vivaldo toolchain để nó build tổng hợp và layout cái FPGA này. Từ đây thì cái mô đun mình tạo là my led blink á, thì nó sẽ là có ba cái signal, một cái input nè, một cái input là cái clock ngoài là 50 MHz, một cái output là user led, và một cái input là cái switch. Và đồng thời nó sẽ generate một số cái internal signal và một số cái khối logic trong cái Verilog code. Ví dụ như cái này thì Mason thì nó sẽ thực thi theo cái cạnh lên của system block thôi. Mọi cái thiết kế là nó sẽ tự động generate theo cái cạnh lên, còn cái cạnh xuống thì mình chỉ cần đảo thôi, thì nó tự động nó làm, mình cũng không cần phải quan tâm đó. Đó ha. Đây thì những cái mà integrate cái module từ cái Python đó, thì tự động nó sẽ generate và tự động nó kết nối cái module giống như là trong mình viết Verilog thôi. Nếu mà chúng ta viết bằng Verilog đó, thì chúng ta cũng phải làm theo những cái cách này thì rất là cực ha. Vừa chấm y sẽ bằng mở ngoặc, ví dụ như là cái module này buffer ha, chấm là input nè, là phải gán vô, chấm in output là phải gán vô, tương tự như cái này là thông số, là parameter. Đó.
đưa thông số vào ha. Đây là cái primitive của BOL của Xilinx nè, đây là cái thông số, đây là cái parameter bộ đưa vào nè. Đó, rồi cái cũng là truyền vô, truyền những cái signal đưa vào vào. Nó rất là cực. Trong khi nếu mà mình làm bằng mình viết bằng ngôn ngữ MSDL á, thì mình chỉ cần là gì, submodule cộng vào hoặc là chấm một cái method nào đó bằng thôi, rất là easy. Thì như cái này mình có thể nhờ cái này mình có thể thiết kế những cái gọi là những cái hardware mà phức tạp, phức tạp theo cái cách làm việc của một cái software programmer ha, để lập trình cho cách làm việc của software programmer nhưng mà lập trình cho phần cứng. Đây là nó build xong. Sau khi nó build xong thì nó sẽ load cái bitstream. Bitstream là generate là cái bitstream là top chấm bit nè. Thì nó generate ra và mình có thể là gọi cái comment này ha. Thì nó sẽ load bitstream lên FPJ và đèn led nó sẽ chớp tắt. Ngoài ra thì nó còn generate ra một cái file bin này, thì mình có thể flash vào cái SPI data flash để mình cấu hình FPJ lúc tắt điện ha. Ở đây mình coi nè, có thể là có một số cái file generate ra. Đây là cái file build nè, đây là cái script nè, script này nó gọi video nè. Rồi cái script của để build FPJ của Xilinx nó sẽ là top.tcl nè, top.tcl. Đó, thì nó sẽ khai báo nè. Đó, thì khi mà generate ra về log thì nó sẽ tự động nó tạo ra script là top.tcl, thì nó bao gồm là create project nè, tên của cái device nè, rồi số input nè, rồi là topi, trường hợp là generate topi nè, rồi etc là constraint nè, đó, rồi chạy, nó làm tự động hết ha. Ok, mình giới thiệu sơ cách build một cái project FPGA dùng cái tool là Lite ha. Các bạn nào có thấy hay thì có thể subscribe, like và share cái channel này để mình có động lực để làm nhiều cái video khác hay hơn ha.